Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2022, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị ban chấp hành quý 4 năm 2022. Năm 2022, Ban chấp hành Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy cơ sở trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch đề ra trong năm, chăm lo hỗ trợ vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các dịp lễ Tết. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, các doanh nghiệp trong khối đã nộp thuế gần 2.400 tỷ đồng, chiếm 23,91% dự toán thu ngân sách của tỉnh năm 2022. Các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức được gần 1.000 hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, giao lưu với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị các phần việc hơn 9 tỷ đồng. Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy cơ sở tập trung tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng. Trong năm 2022, Đảng ủy khối đã mở được 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, đã kết nạp 162 quần chúng ưu tú vào Đảng, thành lập 4 chi bộ cơ sở trực thuộc, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 261 trên 261 chi bộ trực thuộc 41 đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo đúng tiến độ thời gian, quy trình, tiêu chuẩn, cơ cấu theo hướng dẫn. Tại hội nghị đã thảo luận và thống nhất nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2023.